Xin chào anh em, thì ở đây chúng ta có hai chiếc Winner X. Thì mình đã làm giống nhau ở cái phần là mạch tắt máy mạch SAV. Đây. Xe này lắp bắt cây rồi. Thì mạch SAV là mạch tắt máy và tắt đèn tích hợp. Đó. Chiếc này thì cũng vậy luôn. Rồi, nhưng mà ở đây thì pin chiếc màu đỏ bên này là mình có làm mạch tăng sáng. Mạch tăng sáng ở đây là bảng bảng nhôm. Còn ở bên trái đây thì là đang là chóa zin. Thì bây giờ mình sẽ làm video so sánh cho anh em thấy là giữa chóa zin và chóa tăng sáng nó sẽ khác biệt như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy. Nhấn nhẹ thì nó sẽ sáng mạch zin. Đó. Đó, bên này là chế độ code. Bên này nổ máy. Rồi, bên này là mạch tăng sáng. Code pha passin. Mạch tăng sáng thì mà khi mà tắt đèn vẫn passin được. Zin và mạch tăng sáng nha anh em. Bên phải là mạch tăng sáng và bên trái đang là mạch zin. Rồi. Tắt máy chỉ cần một nút nhấn thôi. Tắt đèn cũng vậy. Rồi, như vậy là đã hoàn thiện. Cảm ơn anh em.